2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng trên 35 độ C, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài với công việc. Quá nóng, đeo khẩu trang thì cảm thấy khó thở. Nhiều người như anh Huy đã bỏ khẩu trang, bất chấp mùi rác dưới thời tiết nắng nóng bốc lên khó chịu. Tại thời tiết nắng nóng, bật khẩu trang chịu không được. Mệt trong người rồi nó khó thở. Mệt thì mệt cũng phải chịu thôi, giờ mình phải lấy giờ chứ trễ, nếu mà mình lấy trễ quá thì không kịp giờ để ép điểm xe nó vô lấy. Với thời tiết nắng nóng mùa hè, nhiệt độ cao thì anh em làm rất là mệt mỏi và vất vả, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình là làm chậm hơn so với dự kiến. Cũng phải chịu chung cái nắng gay gắt, chị Thạch Thị Huy mặc dù ngồi dưới gốc cây bán hàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Chiếc dù duy nhất có thể che bớt nắng thì chị đã dành để che trái cây cho đỡ hư hỏng. Thấy cái da không? Cái da của mình rốt quá trời ấy luôn, rất là đen đen. Cho nên ngồi ở đây lúc nào cũng nắng, chứ nhiều khi tôi ngồi ở đây nhiều khi cũng nhiều lúc cũng muốn xỉu. Cho nên vì cuộc sống phải buôn bán thôi. Thời tiết nắng nóng không chỉ làm tiến độ công việc bị chậm lại, mà dưới tác động của bức xạ nhiệt từ mặt đường và các tòa nhà cao tầng, cộng hưởng với tia cực tím, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người làm việc ngoài trời. Theo Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tình trạng nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn kéo dài đến cuối tháng 4, đầu tháng 5. Trước khi nắng nóng qua đi, người dân được khuyến cáo nên trang bị đồ bảo hộ, che chắn cẩn thận trước khi ra đường. Tức là khi mà nhiệt độ từ 35 trở lên thì nó tác hại đến sinh hoạt cũng như là sức khỏe của người dân. Đặc biệt là những người mà làm việc trực tiếp ở ngoài trời. Khi mà nắng có cái cường độ mạnh thì cái bức xạ nó kèm theo đó là cái bức xạ cực tím cũng sẽ gây tác hại cho về da, về các cái bệnh về mắt. Một bình trà miễn phí bên đường vào mùa này lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Nó không chỉ giúp cho những người lao động qua đường giải cơn khát mà còn là sự sẻ chia để cùng nhau vượt qua mùa nắng nóng.